Chuyên mục đọc sách xin kính chào quý sơ. Hôm nay xin mời quý sơ tiếp tục lắng nghe bài chia sẻ Trách nhiệm và sứ vụ đào tạo ơn gọi hôm nay của Linh Mục Michael Paulo Trần Minh Quy qua giọng đọc của MC Hà Hương, kênh VOV. Mời quý sơ cùng lắng nghe. Định hướng việc đào tạo. Tiến trình đào tạo tu sĩ phải được xuyên suốt qua các giai đoạn liên tục nhằm trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô cho cả nhà đào tạo lẫn ứng sinh. Bề trên các cấp và các nhà đào tạo phải theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Ngài đã sống với các môn đệ liên tục không gián đoạn trong 3 năm cuộc đời công khai cho đến khi chết trên thập giá. Ngài đã đồng hành cùng họ với tình yêu bao dung, nhẫn nại và săn sóc ân cần để họ được lớn lên trong đức tin và trưởng thành thiêng liêng lẫn nhân bản. Ngài biết rõ mỗi người, những cá tính, những điểm mạnh và những điểm yếu của họ. Ngài nhẫn nhục chịu đựng những khuyết điểm, những bất toàn, những tham vọng trần tục, ghen tuông, những bướng bỉnh, thiếu lòng tin và chậm hiểu của họ về các mầu nhiệm nước trời. Và Ngài kiên trì chờ đợi Chúa Thánh Thần đến kiện toàn công cuộc đào tạo họ. Thầy còn nhiều điều để nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không thể hiểu. Khi thần chân lý đến, Người sẽ hướng dẫn anh em biết tất cả sự thật. Chúa Giêsu cũng hằng cầu xin Chúa Cha giữ gìn bảo vệ các môn đệ. Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi tay ác thần. Các giai đoạn đào tạo tuy khác nhau, nhưng phải có sự liên tục tiệm tiến và tổng thể ăn khớp mắt xích với nhau trong chiều hướng canh tân, tìm kiếm phương thức thể hiện mới để hội dòng hiện diện hữu hiệu trong hoạt động dưỡng giáo và truyền giáo của giáo hội. Phương thức này đòi hỏi canh tân các giá trị, các tâm thức, các quan điểm, các mối quan hệ, cách suy nghĩ và hành động, lối sống và cách thi hành sứ vụ, nghĩa là một cuộc canh tân sâu sắc và toàn diện. Công cuộc đào tạo này là trách nhiệm của mọi thành phần trong hội dòng và được hội dòng ủy thác cách riêng cho các nhà đào tạo. Từ giai đoạn đào tạo khởi đầu, đệ tử, nhà thử, nhà tập, mà cao điểm là việc tuyên khấn lần đầu, qua giai đoạn đào tạo chuyên sâu và đầy đủ học viện được kết thúc với việc tuyên khấn trọn đời, đến giai đoạn đào tạo thường xuyên diễn ra trong suốt cả cuộc đời mỗi nữ tu sĩ, với những hình thức rất đa dạng và thích hợp cho từng hoàn cảnh và độ tuổi, phản ánh nổi bật đặc sủng và linh đạo của hội dòng thể hiện trong hiến chương, nội quy và luật sống. Việc đào tạo ngày nay được thực hiện với nhiều người và cho nhiều người, nhưng phải chú trọng đến sự hợp tác của từng cá nhân với từng hoàn cảnh cá biệt, nghĩa là phải được bối cảnh hóa, cá nhân hóa và nội tâm hóa, tức vừa được đào tạo vừa tự đào tạo trong một tổng thể liên tục xuyên suốt qua các giai đoạn được đào tạo và tự đào tạo thích ứng với các thực tại của thời đại. Hướng tới đào tạo sự trưởng thành nhân bản toàn diện. Nói đến con người là phải nói đến các mối tương quan với Thiên Chúa, với những con người khác và với chính mình. Chính trong các mối tương quan đó mà người trưởng thành phải được định nghĩa một cách bao quát là người biết mình là ai, biết mình muốn gì và làm chủ được chính mình, làm chủ được cảm xúc, lời nói và hành vi với tất cả những khả năng và những giới hạn của mình. Sự trưởng thành này phải bao gồm cả thể lý và tinh thần, thể xác và tâm hồn. Một người có thể lớn xác, trưởng thành thể lý, nhưng tâm hồn có thể còn ấu trĩ, chưa trưởng thành được. Trái lại, một người thân xác còn trẻ trung, nhưng tâm hồn, suy tư, nói năng, hành động đã chín chắn trưởng thành. Sự trưởng thành bao gồm cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi thấy mình bên trong thì chứa một kho tàng khôn ngoan phong phú, nhưng bên ngoài lại là một thân xác mỏng giòn. Thánh Phaolô đã nói: "Kho tàng ấy chúng tôi chứa đựng trong những bình sành." Nơi ông Gióp, chiếc bình sành ấy bên ngoài đã nứt vì úng nhọt, nhưng bên trong kho tàng là niềm tin tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa vẫn còn nguyên vẹn. Bên ngoài da thịt ông nứt vỡ vì các vết thương, nhưng bên trong lòng đạo đức tín thác không ngừng tái sinh và đã phát ra những lời khôn ngoan thánh thiện.
chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, tại sao lại không chịu đón nhận điều dữ cũng bởi tay Ngài? Thái độ trưởng thành đó giúp chúng ta bình tĩnh vượt lên mọi nghịch cảnh và trái ý. Nếu đang chịu nghịch cảnh mà vẫn nhớ đến những ơn lành Chúa đã ban, thì chúng ta vẫn được niềm an ủi lớn lao và sức mạnh kiên vững giữa cảnh gian truân. Nếu chúng ta mau mắn nghĩ đến những ân huệ của Chúa đã nâng đỡ mình, thì dù bao trở ngại khổ đau cũng không đánh gục được chúng ta. Vì thế chúng ta được căn dặn: ngày gặp vận may đừng quên điều bất hạnh, và ngày gặp bất hạnh chớ quên đi vận may. Hai thái độ đó phải luôn đi đôi với nhau, để thái độ này nâng đỡ thái độ kia trong suốt cuộc sống và sứ vụ linh mục tu sĩ của chúng ta. Sự trưởng thành này giúp chúng ta biết nội tâm hóa mọi sự bằng kết hợp mật thiết với Chúa để đạt được sự biến đổi toàn diện con người. Từ kinh nghiệm đưa thức ăn từ bên ngoài vào bên trong biến thành dưỡng chất nuôi cơ thể, chúng ta nỗ lực chắt lọc mọi thứ từ bên ngoài và nội tâm hóa chúng thành dưỡng chất cho tinh thần và đời sống thiêng liêng của mình. Không có cuộc biến đổi nào mà không khởi đi từ nội tâm, nhất là bởi tác động của ân thánh qua bí tích giải tội mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói. Bao nhiêu cuộc hoán cải và đời sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu trong một tòa giải tội. Linh mục có thể chứng kiến những phép lạ đích thực về sự hoán cải, cảm nhận và chiêm ngắm lòng từ bi của Thiên Chúa. Sự trưởng thành nhân bản toàn diện, nhân bản làm người nói chung, nhân bản Kitô giáo làm người tín hữu và nhân bản đời tu làm linh mục tu sĩ, không phải là một thực tại tĩnh đã được kiện toàn và chung cục và cố định, mà là một thực tại động và đang trở thành, đang thay đổi theo hướng thăng tiến hoặc thoái hóa. Thật thế, cuối giai đoạn đào tạo, ứng sinh phải được xác nhận là đã đạt được một mức độ trưởng thành khả dĩ mới cho khấn hoặc chịu chức. Theo lý tưởng thì sự trưởng thành ấy sẽ ngày càng được tăng tiến với thời gian và kinh nghiệm. Nhưng nơi một số linh mục tu sĩ trẻ thì ngược lại, đến nỗi bị phê bình là thiếu nhân bản, hay đúng hơn là đang ở vào lúc sự trưởng thành bị thiếu hụt. Nhưng chúng ta cần bình tĩnh xem xét một cách công bằng, vì trưởng thành nhân bản là làm chủ được bản thân, làm chủ được các cảm xúc, làm chủ được cuộc sống của mình và sống đúng với những cam kết của bậc sống mình. Bộ giáo sĩ khẳng định, sự trưởng thành nhân bản trước tiên hàm nghĩa sự quân bình và hài lòng trong toàn thể các xu hướng và giá trị, sự ổn định tâm lý và tình cảm, sự cẩn trọng khách quan trong phán đoán, sức mạnh trong việc làm chủ cá tính của mình, khả năng giao tế, v.v. Nếu hiểu như thế, thì trưởng thành nhân bản rất hàm nghĩa và tương đối, và không phải chỉ một số linh mục tu sĩ trẻ thiếu trưởng thành nhân bản, mà còn nhiều người lớn tuổi và chức quyền cũng mắc phải. Vì khi không làm chủ được cảm xúc nóng giận hoặc trái ý mà mắng chửi giáo dân, ngay cả trên tòa giảng là nơi chỉ dành để nói lời Chúa, thậm chí đánh cả giáo dân và người cộng tác dưới quyền. Chúng ta coi đây là những lúc sự trưởng thành bị thiếu hụt trên tiến trình đang trở thành. Bao lâu con người còn sống là còn thay đổi, hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn, cho đến khi hoàn tất cuộc đời. Như thế, mỗi người chúng ta có thể lúc này trưởng thành, mà lúc khác lại thiếu trưởng thành, tùy thái độ ứng xử của chúng ta lúc đó. Các nguyên lý hướng dẫn việc đào tạo. Chúng ta dựa vào tông huấn niềm vui tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco từ số 222 đến 237 để nắm bắt các nguyên lý hướng dẫn việc đào tạo, hầu phân định các giá trị trong đời sống và sứ vụ linh mục tu sĩ của chúng ta. Thời gian lớn hơn không gian. Chúng ta phải hướng tới sự thành toàn trong tương lai hơn là để mình bị bó chặt trong những giới hạn trước mắt, như ông chủ trong vụ ngôn cỏ lùng. Kiên nhẫn trước kẻ thù ban đêm xâm nhập gieo cỏ lùng gây tai họa cho đồng lúa. Chúng ta đừng mù quáng chạy theo những kết quả tức thời, hãy làm như ông chủ khôn ngoan. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Tôi sẽ bảo thợ gặt gom cỏ lùng lại mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho lẫm cho tôi. Cứ quảng đại gieo hạt giống tin mừng và hạt giống ơn gọi, thế nào cũng có những hạt rơi vào đất tốt để sinh hoa kết quả.
thực tế lớn hơn ý tưởng. Ngồi lời nhập thể thành xác phàm với hình hài cụ thể chứ không chỉ là ý tưởng trừu tượng. Nguyên lý này thúc đẩy chúng ta đem tinh thần phúc âm thẩm thấu vào đời sống thật hàng ngày của chúng ta, tránh mọi thứ giáo điều có nguy cơ giới hạn và bé công thực tại theo khuôn mẫu có sẵn, đồng thời giúp chúng ta có thái độ uyển chuyển, thích nghi hơn là quá cứng nhắc trong đào tạo cũng như trong cuộc sống sứ vụ. Toàn thể lớn hơn từng phần. Nhiều khi chúng ta chỉ chú trọng vào một khía cạnh mà quên đi tính toàn thể và toàn vẹn của sứ điệp phúc âm, của sứ mệnh hội dòng. Chỉ chú trọng cá nhân mà quên đi cộng đoàn, chỉ chú trọng cộng đoàn mà quên đi hội dòng. Chỉ chú trọng cấp đào tạo của mình mà quên đi các cấp đào tạo tiềm tiến và tổng thể của hội dòng. Chỉ chú ý tới hội dòng của mình mà quên đi những cơ cấu lớn hơn như giáo phận, giáo hội Việt Nam, giáo hội Hoàng Vũ và thế giới. Hiệp nhất lớn hơn xung đột. Nguyên lý này thúc đẩy chúng ta tìm kiếm hiệp nhất hơn là dấn mình vào khác biệt và xung đột, đồng thời biết vượt lên xung đột để nhìn nhận và tôn trọng lẫn nhau. Chúa Thánh Thần trong lễ ngũ tuần đã hiệp nhất các ngôn ngữ khác biệt để mọi người cùng hiểu tiếng nói của các tông đồ. Ngài là đấng tạo nên những độc đáo, nhưng đồng thời cũng chính Ngài làm nên sự hài hòa hiệp nhất. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: không có sự tự do nào lớn hơn khi để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, không tìm cách vạch kế hoạch và kiểm soát mọi sự từng chi tiết. Trái lại, để cho Ngài soi sáng, hướng dẫn, điều khiển và đưa chúng ta đi đâu tùy ý Ngài. Chúa Thánh Thần biết rõ điều gì cần, ở đâu và lúc nào, hiệu quả mầu nhiệm là như thế. Thiên Chúa lớn hơn người phàm. Khi hội dòng Do Thái triệu tập Phêrô và Gioan vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về Đức Giêsu nữa, thì hai ông đáp lại: trước mặt Thiên Chúa, xin hỏi nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Lần khác, họ nghiêm cấm các tông đồ rao giảng danh Chúa Kitô. Thánh Phêrô và các tông đồ đã đáp lại rằng: phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Lời tuyên xưng và chứng tá đời sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng mạnh lên ứng sinh của chúng ta. Vĩnh cửu lớn hơn tạm thời. Người Kitô hữu phải biết giải đáp ba câu hỏi lớn: con người bởi đâu mà đến, làm gì trên trần gian này, và rồi sẽ đi về đâu? Và trong nhận thức đó mà hiểu được và lựa chọn cái vĩnh cửu hơn là cái tạm thời. Mong gì trên cõi đời này, tạm thời vĩnh cửu, chọn thì cái sau. Chúng ta chia sẻ tâm tình ấy của thánh nữ Monica khi con bà là thánh Agostino trở lại và sống đời thánh hiến. Con ơi, riêng phần mẹ, mẹ chẳng còn lấy chi làm vui thích trên trần gian này nữa, chẳng còn biết làm gì nơi đây, cũng chẳng biết còn lý do nào mà lại ở lại đây. Mẹ chẳng còn trông mong gì trên đời này nữa. Trước đây, lý do duy nhất khiến mẹ ước mong được nán lại thêm một chút trong cuộc sống này là để nhìn thấy con thành một Kitô hữu trong hội thánh công giáo trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá lòng mẹ mong ước. Mẹ còn đang ước được thấy con khinh chê hạnh phúc trần gian mà làm tôi tớ phụng sự người. Bây giờ mẹ ở đây làm gì nữa? Thời lượng dành cho chương trình đọc sách hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý sơ vào lần đọc sách tiếp theo.